Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, thời tiết các khu vực trên cả nước có sự khác biệt đáng kể. Sau đây là dự báo diễn biến thời tiết đáng chú ý ở cả ba miền. Khu vực Tây Bắc, các tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Hà Giang và Lạng Sơn thuộc Bắc Bộ. Chiều tối và đêm mùng 5 tháng 8, dự báo mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 15 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 90mm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối và tối mùng 5 tháng 8, dự báo có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét là cấp 1. Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Nam Sơn La và Hòa Bình, từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 7 tháng 8, dự báo thời tiết nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55 đến 60%. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 7 tháng 8, dự báo thời tiết nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50 đến 55%. Báo Lao động sẽ tiếp tục cập nhật dự báo thời tiết đáng chú ý ở các khu vực trên cả nước.